Thưa quý vị, chiều nay ngày 20 tháng 6 năm 2019, 400 công nhân lao động tiêu biểu đại diện cho hơn 300.000 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị tuyên dương khen thưởng công nhân lao động giỏi năm 2019. Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Phạm Tấn Hòa. Năm qua, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tiếp tục đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân lao động tham gia với nhiều mô hình đa dạng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động, sáng tạo, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp không ngừng mở rộng sản xuất đưa thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng và sức cạnh tranh góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Phạm Tấn Hòa yêu cầu các cấp công đoàn đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, đồng thời đề nghị các cấp ngành tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của người lao động. Bên cạnh đó, công nhân lao động cần phát huy hơn nữa truyền thống thi đua yêu nước, hướng đến xây dựng đội ngũ công nhân lao động có bản lĩnh, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dịp này, 400 công nhân lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, vinh dự nhận bằng khen của Quỹ Ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.